Hé lộ bí mật động trời, Canh Ngọ năm 1990, Nam Mạng hút trọn lộc trời, giàu nhanh như vũ bão trong năm 2024. Chào mừng quý vị tuổi Canh Ngọ Nam Mạng sinh năm 1990 đã quay trở lại và đồng hành cùng với kênh trong video ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị thân mến, có lẽ ở đây ai cũng từng trải qua cuộc sống như quay lưng với chính mình. Mọi thứ đều rối như tơ vò, chẳng theo hướng mà bản thân mong muốn. Cổ ngữ có câu, phú quý tại thiên, sống chết do trời. Người xưa cho rằng con người là có số mệnh, mệnh này là có thì nó ắt sẽ đến, mà không có thì đừng cưỡng cầu. Bởi cưỡng cầu mà làm việc xấu trái với đạo lý thì sẽ bị báo ứng. Và theo luận giải mới nhất của giới tử vi, đã bất ngờ tiết lộ rằng vận trình tài lộc của con giáp tuổi Canh Ngọ Nam Mạng năm 2024 này nhờ bản tính đức độ hiền lương mà sau bao vất vả cuối cùng cũng hái được quả ngọt. Vậy thì cụ thể vận trình năm 2024 của con giáp Canh Ngọ sẽ diễn biến ra sao? May mắn sẽ đến như thế nào? Kính mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Không để quý vị phải chờ lâu nữa, sau đây chúng ta sẽ đi vào phần thứ nhất là khái quát vận hạn năm 2024. Tử vi tuổi Canh Ngọ năm 2024 Nam Mạng. Năm sinh 1990, tuổi 35, tính theo lịch âm. Cung mệnh Khảm Thủy, thiên can Canh, địa chi Ngọ. Hạn trong năm Diêm Vương, người ra mang tin buồn. Tam tai năm 2024, Quý Anh không dính hạn tam tai. Kim Lâu, Quý Anh dính Kim Lâu xúc trong năm 2024. Sao chiếu mệnh Thái Âm là một trong những sao có tác dụng tốt đẹp. Chính vì vậy năm nay mọi việc sẽ suôn sẻ và thuận lợi với Quý Anh. Cánh cửa thành công trong sự nghiệp sẽ mở ra và Quý Anh sẽ nhận được những tin tức tốt lành về tình cảm, đặc biệt là trong tháng 9. Tuy nhiên, trong tháng 10, Quý Anh cần chú ý đến sức khỏe để tránh những tai họa đáng tiếc có thể xảy ra. Thái Âm chiếu mệnh năm nay khỏi bị đau mắt, chặt tay, trẹo giò. Đàn ông ít nặng nhẹ lo, đàn bà khẩu thật đôi co quấy dày. Thân nhân lân cận chẳng hòa, nói hành nói lén vậy mà sau lưng. Ốm đau qua khỏi thì mừng, hao tài tổn sức ta đừng có than. Bản mệnh chẳng vững không an, phù người phán phúc vu oan cho mình. Đất bằng sóng dậy thình lình, câu trận chiếu mệnh không nên chống lại. Xét về ngũ hành. Xem tử vi tuổi Ngọ 1990 năm 2024 Nam Mạng, xét về bản mệnh là thổ gặp ngũ hành thuộc hỏa của năm Giáp Thìn, chủ về quan hệ tương sinh rất tốt. Cuộc sống của người bản mệnh thổ theo đó trong năm 2024 có được niềm vui mới. Đây cũng là năm rất tốt cho kế hoạch xuất tiền hay thực hiện đầu tư tiền bạc cho làm ăn của chủ mệnh. Mưu cầu về danh vọng trong năm này cũng được lợi. Nếu người tuổi này xuất hành đi xa thì chủ về thuận lợi và được giúp đỡ cũng như hỗ trợ từ quý nhân. Xét về thiên can. Thiên can của tuổi là Canh thuộc hành Kim, gặp năm 2024, can giáp thuộc hành Mộc là tương phá. Xem bói tử vi tuổi Canh Ngọ 2024 Nam Mạng cho biết, chủ mệnh chú ý về tình cảm của người thân trong nhà. Năm này các thành viên dễ nảy sinh các chuyện dẫn tới mâu thuẫn, sức khỏe cũng là phương diện cần lưu ý. Ngoài ra tài chính không được tốt, tiêu pha nhiều tiền bạc. Chuyên gia dành lời khuyên cho tuổi là nên có kế hoạch cho những khoản chi trong năm này. Xét về địa chi. Theo tử vi, Canh Ngọ Nam Mạng 2024, địa chi thuộc ngũ hành hỏa, cặp địa chi Thìn của năm Giáp Thìn thuộc hành thổ, chủ về bình hòa. Trong năm 2024, mọi việc của người sinh năm Ngọ không có những đổi mới. Tuy nhiên bản thân nếu tiến hành thay đổi công việc trong năm Thìn sẽ hao tốn và chi tiêu nhiều tiền bạc, đồng thời chú ý về nguồn vốn bỏ ra khó thu hồi về. Ngoài ra ngũ hành, địa chi tuổi Ngọ và địa chi Thìn
năm 2024 là sinh xuất, nên sức khỏe không được tốt, tiền bạc cũng hao tốn nhiều. Xét về cung phi, luận tử vi tuổi Canh Ngọ năm 2024 Nam Mạng cho thấy, cung phi khảm thuộc ngũ hành thủy, gặp cung phi năm Giáp Thìn 2024 trấn thuộc ngũ hành mộc là khí thiên y. Theo đó, trong năm 2024, người tuổi này sức khỏe không đáng ngại, bệnh tật nhanh khỏi, tiền bạc nhiều thời cơ tốt kiếm ra, có sự giúp đỡ từ quý nhân. Về ngũ hành của cung phi tuổi này và năm 2024 có mối quan hệ tương sinh, vì thế chủ mệnh dễ hao tán nhiều tiền bạc, công việc làm ăn không đạt kết quả mong muốn và sức khỏe cũng nên lưu tâm. Kết luận tử vi tuổi Ngọ 1990 năm 2024 Nam Mạng. Chiếu theo sự vận chuyển âm dương ngũ hành của năm Giáp Thìn, tuổi Canh Ngọ Nam Mạng trong năm nay chưa được thuận lợi trong công việc kinh doanh. Tuy nhiên có nhiều cắt tay và may mắn trong việc tìm kiếm nguồn tài chính, chỗ ở và đất đai. Về gia đình, mọi thứ ổn định và hạnh phúc. Tuy nhiên cần chú ý đến sức khỏe để tránh các vấn đề bất lợi, bệnh tật ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Tiếp theo chương trình, mời quý vị đến với phần 2 là phần giải đoán vận hạn chi tiết người tuổi Canh Ngọ Nam Mạng trong năm 2024. Đầu tiên là 4 tháng đầu năm. 1. Tử vi sự nghiệp. Xem tử vi 4 tháng đầu năm của 12 con giáp âm lịch, phương diện sự nghiệp của người tuổi Ngọ tràn đầy cảm hứng. Bạn thao hồ sáng tạo, thử nghiệm và áp dụng chúng vào công việc. Điều đáng mừng là nhiều giải pháp được tối ưu có thể sử dụng. Thời gian này, người tuổi Canh Ngọ cũng được đồng nghiệp lắng nghe và cấp trên đánh giá cao. Khi được khen ngợi, bạn càng làm việc hăng say hơn. Vì vậy, nếu may mắn được làm cùng những người không tiết kiệm lời khen, bạn làm việc hết sức hiệu quả. Hãy tận dụng thời điểm này để hoàn thành thật nhiều việc. Đây cũng là thời điểm bạn nên khéo léo trong ứng xử, đừng vì chút thành tích mà tự kiêu hoặc vì bận quá mà quên việc quan sát, quên đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để hiểu hơn về họ nhé. 2. Tử vi tài lộc. Tử vi tài lộc thời điểm này của Canh Ngọ cho thấy đây là thời điểm tốt để mở rộng kinh doanh sang những hướng mới. Ai muốn khởi nghiệp thì lúc này phù hợp cho những bước đi đầu tiên của mình. Nhờ có tam hội khuyến khích mà việc hợp tác làm ăn cũng sẽ thuận lợi hơn, hoặc bản mệnh may mắn được những đối tác hỗ trợ, đôi bên cùng có lợi, giúp gia tăng doanh thu nhanh chóng. Thời gian này khuyên người tuổi Canh Ngọ nên tiếp tục hoàn thiện những gì bạn đang làm, nhưng hãy dành thời gian để làm nhiều việc hơn. Nền móng gây dựng lúc này hứa hẹn mang lại thành quả tốt đẹp trong tương lai, vì vậy đừng để thời gian trôi qua một cách lãng phí. 3. Tử vi tình duyên. Bách Việt chủ đào hoa giúp người tuổi Canh Ngọ có cơ hội thoát kiếp độc thân, trong khi đó người có đôi rất thuận lợi trong việc kết nối giữa hai người. Không những thế, cả hai có nhiều hành động, lời nói được lòng hai bên nội ngoại. Thời điểm này cũng thuận lợi cho ăn hỏi cưới xin, hôn lễ tổ chức vào dịp này có nhiều cơ hội mang tới tình yêu lâu bền. Hôn nhân hứa hẹn sẽ hạnh phúc, sông tới đầu bạc răng long. Đây là thời điểm tuyệt vời để những người độc thân thực hiện bước nhảy dũng cảm vào những vùng đất xa lạ. Hãy để con tim dẫn dắt bạn trong lúc này, đừng qua lý trí mà so sánh thiệt hơn. Điều tuyệt vời đang chờ đón bạn phía trước. Người đã có gia đình được bạn đời hết sức hỗ trợ. Nếu có băn khoăn trong bất cứ lĩnh vực gì, hãy chia sẻ để có được lời khuyên hữu ích. 4. Tử vi sức khỏe. Tử vi thời điểm này tuổi Canh Ngọ âm lịch, sức khỏe của bạn trong thời điểm này dù không quá xấu nhưng cũng không tốt cho lắm. Chủ yếu do bạn xuất hiện tình trạng lao lực hoặc thậm chí bệnh cũ tái phát bởi công việc bận rộn. Thời điểm này có nhiều việc phải làm, lại đặt nhiều kỳ vọng cho tương lai nên áp lực tinh thần của Ngọ khá lớn, khiến thể lực suy giảm. Mỗi lần say việc là bạn quên hết giờ giấc, ăn uống không đúng bữa nên rất dễ đau dạ dày. Bạn cần có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn tinh thần, giữ tâm trạng vui tươi thì sức khỏe mới cải thiện được. Nên điều chỉnh lại lối sống cho phù hợp nếu bạn không muốn bệnh bị nặng thêm.
Tiếp đến là bói mệnh tử vi 4 tháng giữa năm 2024. 1. Tử vi sự nghiệp. Con giáp này may mắn được cả lục hợp thái tuế lẫn nguyệt lệnh lâm quan hỗ trợ nên vận khí khá vượng, đặc biệt ở phương diện công danh sự nghiệp. Công việc dễ có sự đồng hành của quý nhân, đánh đâu thắng đó, mở ra nhiều cơ hội thăng tiến thành công. Điều quan trọng là bản mệnh cần chủ động nắm bắt, đừng để cơ hội tuột khỏi tầm tay. Lại thêm cả cát tinh thái dương nhập cục, con giáp này có thể nhận được nhiều sự hỗ trợ từ vận trình vượng vận khí của mình. Nhiều cát tinh vây quanh, gánh nặng trên vai bản mệnh được giảm bớt đáng kể, không còn tình trạng mất phương hướng nữa. Bản mệnh tìm lại được sự hứng khởi, nhiệt tính xông xáo trong công việc. Thời điểm này tinh thần làm việc càng hăng say, sức sáng tạo nhiệt tình sẽ mang tới cho bạn những thành công bất ngờ. Hãy cứ kiên trì theo đuổi mục tiêu, đừng bỏ cuộc giữa chừng, chắc chắn bạn sẽ gặt hái thành quả tốt. Sự chủ động sẽ giúp bạn gây được ấn tượng tốt với quý nhân cũng như cấp trên. Đừng sợ mình không làm được, chỉ cần bạn muốn thì có rất nhiều cách và hãy cứ tự tin vào năng lực và những kinh nghiệm bản thân đã tích lũy được. Đừng ngại xin ý kiến hay sự trợ giúp từ những người đi trước giàu kinh nghiệm. Nhìn chung, công việc cứ tiến hành theo kế hoạch thì không gặp phải trở ngại gì. Vận khí đương lên, bạn cần tích cực vươn lên, chủ động nắm bắt cơ hội tốt. Chỉ cần bản mệnh cầu tiến, cần mẫn trong công việc, mọi thứ sẽ tiến triển theo đúng dự liệu của bạn. Đặc biệt, với những người có ý định khởi nghiệp hay bắt đầu một công việc mới, bản mệnh nhờ được quý nhân giúp sức nên có thể mạnh dạn thực hiện hóa lý tưởng của mình. Xông xáo tiến hành dự định ấp ủ từ lâu thì tỷ lệ thành công cũng rất cao. Dù vậy, ngọ vẫn cần lấy ổn định làm trọng, không được nóng vội, kẻo khiến vận may tan biến sẽ rất hỏng việc. Hãy tranh thủ cơ hội để thể hiện bản thân và sự ủng hộ của mọi người. Đồng thời, nếu được người khác hỗ trợ, đừng quên tỏ thái độ trân trọng sự giúp đỡ của người ấy. 2. Tử vi tài lộc. Theo dõi tử vi thời điểm này của 12 con giáp âm lịch, không chỉ công việc, phương diện tài lộc của tuổi Canh Ngọ cũng hứa hẹn có những biến động theo chiều hướng có lợi cho bạn. Việc kiếm tiền tăng thêm thu nhập khá suôn sẻ, tiền của tích lũy được cũng nhiều hơn. Nguồn thu nhập chính vẫn phải dựa vào chính tài, điều đó cho thấy thời điểm này chính tài có phần nhỉnh hơn thứ tài do công danh sự nghiệp của người làm công việc cố định có nhiều sự khởi sắc. Việc kinh doanh túc tắc vẫn có khoản thu về đều đặn, song muốn phát tài lớn thì vẫn chưa phải thời cơ. Dù vậy, với những người coi kinh doanh là nguồn kiếm cơm chính, bạn nên nhanh chóng nắm bắt thời cơ ngay khi có thể. Thời điểm này chuyện buôn bán khá thuận, bản mệnh nên tiến hành những dự định đầu tư hay mở rộng kinh doanh của mình. Kinh doanh buôn bán cần phải xông xáo, đi xa để tìm hiểu thị trường sẽ rất có lợi cho bạn trong giai đoạn này. Lục hợp cũng giúp bạn mở rộng một số mối quan hệ xã giao, tốt cho việc hợp tác làm ăn. Nhưng vì lòng người đa đoan khó đoán, bạn vẫn nên thận trọng khi kết giao, nên tỉnh táo để tránh bị lừa gạt. Nhưng dù bản mệnh đang làm trong lĩnh vực nào cũng nên tự chủ, chi tiêu có kế hoạch để tránh tình trạng tiền vừa vào túi đã ra ngay. 3. Tử vi tình duyên. Đường tình duyên của người tuổi Canh Ngọ có sự thay đổi tích cực, hứa hẹn những trải nghiệm thú vị, lãng mạn trong tình yêu. Nhờ nhị hợp thái tuế che chở và sao thiên diêu thúc đẩy, nhân duyên vượng là thời điểm tốt để các bạn độc thân bày tỏ tình cảm, chủ động nắm bắt hạnh phúc cho riêng mình. Một vài bạn có thể mải mê quá mức với sự nghiệp cá nhân mà bỏ lỡ cơ hội hạnh phúc. Song công việc hay kiếm tiền là việc cả đời. Còn những người thật lòng dành tình cảm cho bạn, nếu không giữ lấy, e rằng sẽ chẳng thể gặp được người tốt hơn, phù hợp hơn trong tương lai. Những bạn đã gặp được một nửa của đời mình nên phải cố gắng vun vén mối quan hệ để có thể đồng hành bên nhau thật lâu. Từ nay về sau hãy chăm chút tình cảm này và muốn tiến xa hơn thì nên nghiêm túc đưa người ấy về xa mắt. Tình cảm là thứ chân quý nên dù bận thế nào cũng phải cố gắng vun vén, dành thời gian cho nhau. Đừng để đến khi mất đi rồi mới hối tiếc cũng chẳng thể nào quay trở lại như ban đầu. 4. Tử vi sức khỏe.
Về phương diện sức khỏe, thể trạng của người tuổi Canh Ngọ trong thời điểm này được dự báo có nhiều chuyển biến tích cực, không phát sinh vấn đề gì quá nghiêm trọng. Tuy trong thời điểm này bệnh nặng không mắc, nhưng đừng vì thế mà những chú ngựa lơ là về việc chăm sóc sức khỏe. Bạn vẫn nên cố gắng duy trì lối sinh hoạt khoa học, ăn uống đủ đầy, rèn luyện thể dục thể thao tùy sức để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Bên cạnh đó, nếu bạn có thể sắp xếp thời gian đi tiến hành kiểm tra sức khỏe tổng thể sẽ tốt hơn, nắm được tình trạng cụ thể của cơ thể sẽ thêm phần an tâm. Cuối cùng là tử vi dự đoán 4 tháng cuối năm 2024. 1. Tử vi sự nghiệp. Con giáp này nhận được rất nhiều sự hậu thuẫn từ vận khí nên công danh sự nghiệp khá lý tưởng. Thời điểm này sẽ là thời điểm để bản mệnh tăng tốc và còn có thể là bứt tốc để hoàn thành các mục tiêu của mình. Có lục hợp quý nhân độ mệnh giúp tuổi Canh Ngọ có nhiều sự phù trợ trong tháng, thăng tiến cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Bạn sẽ khó tránh cảm giác tất bật khi có rất nhiều việc phải làm. Đó cũng là điều dễ hiểu khi sự nghiệp sẽ là trọng tâm của bạn vào lúc này. Thời điểm này còn có nguyệt lệnh lâm đất lâm quan chủ về chức vụ nên sẽ có nhiều cơ hội để bạn có thể đẩy mạnh các kế hoạch công việc, biến những ý tưởng trừu tượng thành hành động thực tế. Thời cơ đã chín muồi, đây là lúc bạn chủ động theo đuổi mục tiêu, không nên chần chừ thêm nữa. Ngoài ra tuổi Canh Ngọ còn có thêm các phúc tinh cao chiếu như sao Thái Dương và Thiên Ấn nên càng làm càng thuận lợi. Đôi khi vẫn còn những áp lực và thách thức xuất hiện, nhưng bằng sự nhạy bén, khả năng xử lý linh hoạt và nhất là có quý nhân giúp sức, tuổi này vẫn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao đúng tiến độ, tăng thêm độ uy tín cho chính bản thân, củng cố vị thế hiện tại. Cơ hội thì nhiều, nhưng bên cạnh đó, bạn cũng sẽ phải bỏ ra nhiều công sức mới nắm bắt được. Một khi tạo được nền tảng vững chắc rồi thì chuyện thăng chức không còn khó khăn nữa. Bên cạnh đó, bạn cũng được khuyên duy trì tốt các mối quan hệ ngoại giao, tăng cường hợp tác để chuẩn bị cho những bước tiến xa hơn vào sau này. Thậm chí bạn còn có thể sẽ phải tốn kém không ít tiền bạc để duy trì mối quan hệ tốt, nhưng điều đó hoàn toàn xứng đáng. 2. Tử vi tài lộc. Với đà công việc tiến triển thuận lợi, được nhiều cát tinh giúp sức, tài lộc của người tuổi Canh Ngọ có điểm sáng bất ngờ trong thời điểm này. Tuổi này được cục diện lục hợp hỗ trợ, lại có Thái Dương và Thiên Diêu hỗ trợ, rất có lợi cho đầu tư và các hoạt động cầu tài. Đặc biệt, việc hợp tác làm ăn vượng phát mạnh mẽ, cả nguồn thu chính và phụ đều tăng lên trông thấy. Thời điểm này, bạn càng chủ động càng dễ gặp may. Nhờ sự quyết đoán, dám làm, dám chịu, những chú ngựa thể hiện sự xông xáo trong mọi việc mà không nề hà khó khăn. Quyết định nhanh gọn giúp bạn dễ dàng nắm bắt thời cơ, thậm chí không chịu ảnh hưởng của môi trường chung. Người làm công ăn lương có thu nhập ổn định, công việc tiến triển tốt nên bản mệnh cũng có thêm những khoản thưởng, hoa hồng hậu hĩnh. Còn với người kinh doanh thì thời điểm này rất thích hợp để khởi nghiệp hoặc mở rộng quy mô làm ăn. Mọi dịch vụ đều tăng là thời điểm tốt để mở rộng và thúc đẩy kinh doanh, hứa hẹn doanh thu tăng đột biến. Đôi khi cũng phải liều một chút thì tài lộc mới đổ về nhà. Tuy nhiên, kiếm nhiều thì tiêu cũng nhiều. Đây chính là tình hình tài chính của bạn xuyên suốt cả tháng. Bạn có thể coi đó là sự hưởng thụ cho thành quả lao động vất vả, nhưng cũng không nên vung tay quá chán, kẻo rất dễ xuất hiện tượng phá tài. Bạn vẫn cần có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, tích lũy khoản cần thiết để dự trù cho những việc quan trọng sắp tới. 3. Tử vi tình duyên. Thời điểm này, tuổi Canh Ngọ có sao đảo hoa là Thiên Diêu chiếu mệnh và gặp cả nhị hợp Thái Tuế nên nhân duyên rực rỡ. Nhiều mối duyên tốt lành tìm đến, không chỉ tốt cho công việc làm ăn mà còn giúp chuyện tình cảm cá nhân có khởi sắc. Tình yêu được chắp cánh thêm phần thăng hoa. Cát khí giúp bạn giải tỏa các khúc mắc tồn tại từ lâu. Các cặp đôi đang yêu nhau có thể tính đến chuyện yên bề gia thất. Người độc thân có nhiều cơ hội thoát cảnh chăn đơn gối chiếc hiện tại. Theo đó bạn dễ dàng làm quen, kết thân với người khác giới. Nhưng quá nhiều vệ tinh cũng không phải là chuyện tốt. Nó khiến bạn dễ rơi vào cảnh ngày làm mối, tối nằm không.
nếu có tâm lý đứng núi này trông núi nọ. Một vài tuổi canh ngọ độc thân còn được người khác may mối, giới thiệu, nhưng tỷ lệ thành công không cao. Tốt hơn hết, bạn nên tự tìm kiếm. 4. Tử vi sức khỏe. Sức khỏe của tuổi canh ngọ trong thời điểm này được dự đoán hoàn toàn ổn, không phải lo lắng quá nhiều về phương diện này. Dù vậy, bạn vẫn cần điều chỉnh lại chế độ nghỉ ngơi và làm việc. Đừng tham lam ôm đồn nhiều việc mà ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Lý do là bởi nguyệt lệnh lâm quan xuất hiện, mang tới các tin vui trong công việc, nhưng đồng thời nó cũng thúc giục bản mệnh chạy đôn chạy đáo, tự làm tự lo, việc gì cũng đến tay. Ôm đồn cùng lúc quá nhiều thứ trở nên khó tránh khỏi cảm giác áp lực, mệt mỏi, suy nhược cơ thể. Do đó làm gì, bạn cũng cần đặt việc chăm sóc sức khỏe là mối quan tâm hàng đầu. Đừng để bản thân kiệt sức vì làm việc quá tải. Tử vi 2024 tuổi ngọ theo từng tháng âm lịch. Tháng 1. Về tài chính, tháng này có xu hướng tiêu pha, đòi hỏi tính toán cẩn thận trong công việc kinh doanh. Dù vậy, cơ hội liên kết mới và cải thiện trong lĩnh vực công việc cũng sẽ đến gặp bạn. Trong mặt tình cảm, tháng này không có biến động đáng kể và duy trì trạng thái bình thường. Riêng sức khỏe, mặc dù có thể xuất hiện một số tình trạng đau ốm, nhưng bạn sẽ nhanh chóng hồi phục khá tốt. Tháng 2. Sang tháng Đinh Mão năm Giáp Thìn, công việc sẽ mang đến sự mở mang và cơ hội liên kết mới. Tuy nhiên về tài chính, tiền bạc duy trì ở mức bình thường và chưa có tài lộc đáng kể. Nếu có kế hoạch xuất hành đi xa, tháng này là thời điểm thuận lợi và gặp may mắn, có thể nhận được sự giúp đỡ từ những người thân hoặc bạn bè. Tuy nhiên, cần lưu ý về mặt tình cảm gia đình, có thể gặp phải những bất lợi và mâu thuẫn. Tháng 3. Trong tháng Mậu Thìn, tuổi ngọ sẽ có một khái quát tốt, công việc dễ dàng hơn và có thể gặp may mắn khi đối mặt với khó khăn. Năm 2024, bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ từ những người quý nhân, đặc biệt là về tài chính. Các mưu cầu liên quan đến nơi ở và địa vị xã hội cũng thuận lợi và dễ dàng. Tuy nhiên, cần lưu ý đến sức khỏe của bố mẹ, trong khi sức khỏe bản thân bạn khá khỏe mạnh và ít gặp vấn đề đau ốm. Tháng 4. Đối với tháng Kỷ Tỵ, công việc sẽ chưa có sự tiến triển và mở rộng. Gia đình có thể đối mặt với mâu thuẫn và tranh cãi. Việc chi tiêu nhiều có thể tạo ra tình hình tài chính không thuận lợi. Sức khỏe có thể gặp vấn đề đau ốm, nhưng khả năng phục hồi nhanh chóng. Tháng 5. Tuổi ngọ bước vào tháng canh ngọ. Thời gian này mang đến cơ hội mở rộng và liên kết trong kinh doanh. Tuy nhiên, bạn cũng sẽ gặp mâu thuẫn và khó khăn trong công việc. Năm 2024, tử vi cho tuổi ngọ lưu ý rằng có thể gặp phải những rối ren và phiền toái trong tình cảm gia đình. Về tài chính, tháng này duy trì ở mức bình thường và việc xuất hành đi xa có thể không mang lại kết quả tốt. Tháng 6. Tân Mùi đối với tuổi ngọ, mọi việc diễn ra khá tốt. Khi gặp khó khăn trong cuộc sống, bạn sẽ dễ gặp được người giúp đỡ quý báu và công việc dễ dàng hơn khi mưu cầu. Tình cảm gia đạo khá tốt mang đến tin vui, sức khỏe tuổi ngọ khá tốt và ít gặp vấn đề đau ốm. Tuy nhiên trong tháng này, việc xuất hành đi xa thường không mang lại lợi ích. Tháng 7. Tháng Nhâm Thân đối với tuổi ngọ, thời gian này diễn ra bình thường, tiền bạc có sẵn. Nhưng bạn cần chú ý chi tiêu cho gia đình và bản thân cũng như công việc. Trong tháng 7, không nên mưu cầu quá nhiều về công việc và tiền bạc. Về sức khỏe, cần lưu ý đi lại cẩn thận. Tháng 8. Tuổi ngọ bước vào tháng Quý Dậu, công việc dễ thay đổi và có cơ hội mở rộng. Đồng thời tiền bạc đầu tư và kinh doanh cũng tăng lên. Tình cảm gia đình khá tốt với tin vui đến từ sự gia tăng thành viên. Về sức khỏe, cần lưu ý vấn đề liên quan đến huyết áp và cẩn thận với tình hình sông nước. Tháng 9. Tuổi ngọ chuyển sang tháng Giáp Tuất, công việc trong tháng này sẽ gặp nhiều tranh đấu và khó khăn hơn so với các tháng khác, đòi hỏi sự đầu tư nhiều công sức. Năm 2024, tử vi cho tuổi ngọ lưu ý rằng tình cảm gia đạo không thuận lợi với những phiền muộn và trở ngại xảy ra trong gia đình, cũng như có thể gặp khó khăn về sức khỏe. Tháng 10.
Tuổi Ngọ bước vào tháng Ất Hợi, về tiền bạc mặc dù có nhiều sự tiêu pha nhưng cũng có thể đạt được kết quả tốt trong công việc và gặp may mắn hơn. Sự giúp đỡ từ quý nhân sẽ làm cho mưu cầu trong công việc dễ dàng hơn. Ngoài ra trong tháng này, việc xuất hành đi xa sẽ mang lại nhiều may mắn và lợi ích. Tháng 11. Tuổi Ngọ bước vào tháng Bình Tý, thời gian này không thuận lợi cho công việc mà gặp nhiều khó khăn và bất lợi. Năm 2024, tử vi cho biết cần phải tranh đấu và nỗ lực nhiều trong công việc, phải tự mình vận động. Trong tháng này, không nên thay đổi hoặc đầu tư vào công việc kinh doanh. Đối với gia đạo, cần lưu ý có sự mất mát và tang sự xảy ra. Trong nhà có thể gặp những chuyện phiền muộn, sức khỏe cũng không được tốt. Tháng 12. Tử vi năm 2024 cho tuổi Ngọ trong tháng Đinh Sửu xuất hiện mâu thuẫn trong tình cảm và công việc không thuận lợi. Cần tránh sự nóng vội trong công việc kinh doanh trong tháng này. Về tài chính, chỉ đủ để chi tiêu, không nên đầu tư vào kinh doanh. Về sức khỏe, có thể gặp phải một số vấn đề về sức khỏe nhưng cũng sẽ nhanh chóng hồi phục. Quý vị thân mến, video về tử vi chi tiết con giáp trong năm 2024 ngày hôm nay xin phép được dừng lại tại đây. Nếu có bất cứ băn khoăn hay thắc mắc gì, quý vị hãy comment xuống phần bình luận để nhận được sự giải đáp tới từ các chuyên gia trong thời gian sớm nhất nhé.